Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí đầu bảng của bảng xếp hạng 360 độ soi tháng này. Bây giờ mình sẽ thử thoại một đoạn ở trong cái sản phẩm này để mọi người có thể đoán dần ra nha. Thế thì đó đi, anh xong rồi anh mua làm cho. Trời ơi, thì anh chất rơm đi, em nấu được mà. Hay là anh chê em nấu dở hả? Ai mà dám chê em, nấu dở cỡ nào anh cũng ăn. Ăn hết luôn. Thôi thôi, đi lên nhà nghỉ đi. Đi thì đi, thôi thôi. Diễn đến đây rồi mà mọi người không đoán ra được đây là sản phẩm nào thì chắc chắn không phải là một fan chân chính rồi. Đây chính là một chiếc thoại nho nhỏ ở trong sản phẩm Sóng Gió Hồi Kết của Jack và KICM. Đây cũng chính là sản phẩm được thứ hạng 1 ở bảng xếp hạng 360 độ soi tháng 8 năm 2019. Sau rất là nhiều những kỷ lục của 360 độ soi thì đã chính thức vươn lên là sản phẩm được yêu thích nhất trong tháng 8 này rồi. Và xin chúc mừng tất cả các bạn fan của Jack và KICM nữa. Và bây giờ hãy cùng nhau xem phản ứng cũng như là suy nghĩ của hai cậu bạn này khi mà sản phẩm đã được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng 360 độ soi tháng 8 năm 2019 nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì KICM đang cầm trên tay đó chính là giấy chứng nhận đã kiểm định sản phẩm phim ngắn Sóng Gió của bọn mình là sản phẩm được yêu thích nhất tháng 8 năm 2019 của 360 độ soi. Lời đầu tiên thì cho phép KCM và Jack xin gửi lời cảm ơn đến King Lai đã cho KCM và Jack có thể gần gũi hơn với khán giả thông qua những cái chương trình của King Lai. Thì cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho phim ngắn Sóng Gió để giúp phim ngắn Sóng Gió là sản phẩm được yêu thích nhất tháng 8 năm 2019. Thay cho lời cảm ơn thì KCM và Jack xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Và KCM và Jack hứa sẽ cố gắng thật nhiều. Đây chính là cái động lực để cho KCM và Jack có thật nhiều idea, thật nhiều ý tưởng để cố gắng trong những sản phẩm sao tốt hơn. Nói gì đi em? Nói chung là giấy chứng nhận này của Jack và KCM và cũng của tất cả mọi người nữa. Nếu mà không có mọi người thì... Đúng. Không có mọi người thì thôi ok, nói chung là rất cảm ơn mọi người, mong hy vọng sản phẩm tiếp theo của Jack và KCM ra nữa thì mọi người cũng sẽ đón nhận như thế này. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn mọi người.